Hello, xin chào tất cả mọi người đó. Hôm nay ha, bây giờ là mình về rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm tìm bé Tudy. Tudy đang ở đâu nha? Đó, Tudy đang làm gì nha? Tudy đang làm gì? Tudy ở đây. Đây này, đây này. Tudy đang ở đây. Đây bé Tudy đây đang làm gì đây? Rọi rọi đèn tìm bé Tudy coi. Trời ơi, thích lắm luôn á. Tôi bây giờ theo cái từ cái hôm mà ở ở đâu á, ở Kinh Nhiêu Lộc, hôm nay bé tôi đi khác hay chưa đó, làm cho chỗ bé tôi đi để bé tôi đi chơi á, với lại vệ sinh đồ này kia đó. Đây là cái cát cát á, bé tôi đi là biết rồi đó, biết cái chỗ mà vệ sinh của mình rồi đó, nên là không có sợ mà bé đi bậy bạ ở ngoài, nên rất là tốt. Mà bé rất là thân thiện nha, coi như là bé cũng có một khoảng thời gian là rất là bị ám ảnh, bị sốc á, giờ là vuốt vuốt bé này kia là bé rất là thích đó, chưa ai đã thấy cái cảnh mà bé tô đi là tranh giành gọi là giữa sự sống và cái chết á. Đó, bây giờ là bé sẽ khỏe lại rồi. Giận á. Cưng lắm. Bây giờ đào á, đào ra rồi bé ị rồi này kia, bé đi vệ sinh trong cát đó. Đó. Rất là đẹp. Tam thể. Hôm trước á, phải cảm ơn cái chú mà là cái ghe rác, nếu mà 2 phút thôi, 2 3 phút rồi mà không có chú ghe rác rồi cái Kinh Nhiêu Lộc nó không bằng cách nào mà cứu được bé tôi đi hết cha đó. Cho bé cái chú rác đó là đã ấy, đã cứu á. Ở đây này, nó chạy vô đây nè, ở đây là nó rất là thích, nó rất là thích đó. Rồi thôi bé tôi đi ở ở lại ngủ ngon lành nghe, nhớ này khi người lạ này kia là phải là trốn đi nghe, thì lạ là trốn đi, đừng có để có người thương người ghét nghe không. Rồi bye bye.